Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu khăn quàng cổ như thế này. Ở cái mẫu khăn của mình kích thước bề rộng là 18 cm ha, và chiều dài là 2 m, với các cái mũi kép đơn và khoảng trống lỗ nó xen kẽ với nhau nè. Thì chiều dài của khăn là 2 m, nó sẽ không tính chiều dài tua rua ở đây nha. Để móc được cái mẫu khăn này thì ở đây mình sử dụng đó là len miêu cô tông của 125 g. Sợi len của mình dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Để lên sản phẩm cho cái mẫu khăn của mình được mềm mại thì các bạn sẽ chọn cho mình đầu kim 5.0 mm, hoặc là các bạn có thể so cho mình đầu kim với sợi len. Nếu mà cái đầu kim của mình nó to hơn gấp đôi so với sợi len á thì cái sản phẩm của mình lên nó sẽ được mềm mại hơn ha. Đây là đầu kim so với sợi len nè, sẽ to hơn gấp đôi sợi len nhé. Thì cái chiều dài của mẫu khăn này các bạn móc dài á thì nó sẽ tạo được nhiều kiểu hơn khi mình quàng vào cổ nè. Nó sẽ tạo được nhiều kiểu dáng hơn ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Tùy vào tay thợ móc ha, có thợ móc lỏng móc chật tay thì các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên bằng với cái bề rộng của khăn mà các bạn mong muốn á. Ở đây mình sẽ móc lên 30 mũi móc, tương đương với bề rộng của khăn là 18 cm ha. Sau khi đã móc được 30 mũi móc xích thì ta đã có được cái bề rộng của khăn là 18 cm nè. Bây giờ mình sẽ lên cái phần thân ha. Móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào cái chân móc thứ 30 á. Các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc đó một mũi kép đơn. Tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn nè. Chân kế tiếp cũng tương tự, móc một mũi kép đơn. Thì từ đây các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Tức là mỗi chân móc ta sẽ có một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc thì lưu ý thả lỏng ngón tay ra để móc ha, cho sản phẩm của mình được mềm hơn. Sau khi đã móc được 30 mũi kép đơn vào 30 chân móc xích phía dưới rồi, thì từ đây móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Có được khoảng cách 3 mũi móc xích này sẽ là một chân móc nè. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích nữa để ta có được 4 mũi móc xích đầu tiên ha, để mình tạo khoảng trống á. Thì mình sẽ có được 4 mũi móc xích nè. Sau đó ta quay ngược đầu móc lại. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên này và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Đây, chân kế bên này móc một mũi kép đơn. Như vậy là mình sẽ tạo được cái khoảng trống đầu tiên ha. Từ đây lên một mũi móc xích và bỏ qua chân kế bên, móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn nè. Tức là mình sẽ móc vào các cái chân số chẵn ha. Lên một xích nè. Bỏ qua chân kế bên, móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Mình sẽ tạo ra được các cái khoảng trống như thế này. Các cái mũi kép đơn của mình sẽ móc vào cái chân móc số chẵn nè. Từ đây sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Cứ móc lên một mũi móc xích, bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một xích, bỏ qua chân kế bên, móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Lên một xích và móc tương tự đến cuối hàng. Sau khi đã móc được tạo các cái khoảng trống cho hàng móc thứ hai rồi nè, thì ở phía dưới mình có cái mũi móc số chẵn, tức là 30 mũi móc. Mũi kép đơn đầu tiên mình móc vào chân thứ hai của cái hàng móc này, thì cái mũi cuối cùng mình sẽ còn dư lại 2 mũi móc nè, mũi thứ 29 và mũi thứ 30. Thì các bạn cũng móc cho mình lên một xích và móc vào chân thứ 30 là chân móc cuối cùng ha. Bỏ qua chân 29, móc vào chân 30 một mũi kép đơn nè. Như vậy là cái hàng móc tạo khoảng trống của mình đã hoàn tất. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc kế tiếp thì ta sẽ móc kính giống như hàng móc đầu tiên nè. Các bạn quay ngược đầu móc lại. 30 mũi móc xích phía dưới mình sẽ tạo ra được 15 khoảng trống ở phía trên này.
thì các bạn sẽ móc cho mình vào các cái khoảng trống này cho đến hết ha. Tức là mỗi khoảng trống nè, cái khoảng trống đầu tiên này sẽ móc vào hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Được hai mũi kép đơn vào khoảng trống đầu tiên rồi, tiếp tục di chuyển đến chân móc thứ hai là cái khoảng trống thứ hai này và cũng móc vào khoảng trống này hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống. Như vậy là ở mỗi khoảng trống mình sẽ có được hai mũi kép đơn ha, móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Cứ mỗi khoảng trống sẽ móc vào hai mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống. Tiếp tục khoảng trống kế tiếp nè, hai mũi kép đơn. Móc tương tự đến cuối hàng. Sau khi đã móc vào các cái khoảng trống hai mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống đến cuối hàng nè, thì 15 khoảng trống bên dưới mình sẽ tạo ra được 30 mũi kép đơn liền bằng với số mũi móc ở cái hàng móc đầu tiên ha. Khoảng trống cuối cùng của mình cũng vậy nè, ta cũng móc hai mũi kép đơn vào khoảng trống cuối cùng này thì mình sẽ có được 30 mũi kép đơn liền nhau cho cái hàng móc thứ ba này. Ở hàng móc thứ hai là hàng móc tạo lỗ, các bạn lên 4 mũi xích thì cái hàng móc tạo lỗ tiếp theo này cũng lên cho mình 4 mũi xích ha. Lên 4 mũi xích nè. 1 2 3 và 4. Khi có được 4 mũi xích quay ngược đầu móc lại, hàng móc này mình sẽ làm tương tự giống hàng móc tạo lỗ thứ hai ở bên dưới nè. Tức là bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một xích. Bỏ qua chân thứ ba và móc vào chân thứ tư một mũi kép đơn nè. Lên một xích. Bỏ qua chân thứ năm và móc vào chân thứ sáu một mũi kép đơn. Tức là các cái mũi kép đơn của mình sẽ móc vào chân móc số chẵn ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Thì mình cũng tạo ra được các cái khoảng trống như thế này nè. Lên một xích, bỏ qua một chân và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Lên một xích và tương tự đến cuối hàng. Sau khi đã móc được tương tự cho đến cuối hàng, tạo các cái khoảng trống lỗ ở đây thì cuối hàng mình cũng có hai chân móc, thì các bạn cũng bỏ qua chân móc 29 và móc vào chân 30 một mũi kép đơn. Ta hoàn tất được hàng móc lỗ thứ hai, tức là hàng móc thứ tư của cái khăn ha. Ở cái hàng móc thứ ba bên dưới nè, mình gây nên hai xích thì hàng móc này cũng quay lên cho mình hai xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Và ta sẽ móc vào các cái khoảng trống này hai mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống. Kép đơn thứ nhất. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Khoảng trống kế bên cũng hai mũi kép đơn ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc xen kẽ như các cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè. Tức là mình sẽ có một hàng kính và một hàng hở, một hàng kính và một hàng hở ha. Cứ làm xen kẽ như vậy, ta cứ quay ngược đầu móc và móc. Lưu ý ở cái chân móc đầu tiên mình gây nên để tạo cái hàng móc kính á, thì các bạn sẽ móc lên hai mũi xích. Còn ở cái hàng móc mà mình tạo lỗ thì sẽ gây nên 4 mũi xích đầu tiên ha. Nó sẽ khác nhau ở các cái điểm đầu tiên nè. Móc tương tự cho mình đến cuối hàng và móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Cứ móc vào cái khoảng trống, mỗi khoảng trống là hai mũi kép đơn. Đến cuối hàng thì lên hai xích để tạo cái hàng móc kính ha. Móc cho đến khi ta được cái chiều dài của phần khăn mà các bạn mong muốn. Thì sau khi đã móc được xen kẽ các cái hàng móc kính và hàng móc hở, lúc này chiều dài của phần khăn đã đạt được tầm khoảng 2 mét rồi. Thì kết thúc hàng móc các bạn sẽ gây nên cho mình một xích, sau đó kéo và cắt len. Khi cắt len thì kéo dài cho mình đoạn len để cái đoạn len này bằng với cái phần tua rua mà các bạn muốn tạo. Để tạo được tua rua cho phần khăn thì các bạn sẽ cắt cho mình các cái đoạn len bằng nhau như thế này. Khi ta gặp đôi lại thì ta sẽ được cái chiều dài của tua rua ha. Lấy một sợi nè, sau đó đưa cho mình hai cái đầu sợi nó bằng nhau thì ta sẽ có một cái điểm thắt ở đây. Các bạn sẽ đưa cho mình điểm thắt này đến các cái chân móc của cái hàng cuối cùng ở phần khăn nè. Đây là mặt phải của cái hàng móc kính ha.
thì ta sẽ đưa cái hàng móc kính này ra bên ngoài, cái mặt phải của hàng móc kính này ra bên ngoài, sau đó đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc của cái hàng móc cuối cùng lại nè, kéo cái nút ta vừa tạo ở đây, kéo qua chân móc, kéo một đoạn thôi ha, sau đó luồn kim và kéo cho mình hai cái sợi len này qua hết chân móc, vuốt lại. Thì đây sẽ là mặt phải của tua rua ha, mặt phải của tua rua nó cũng trùng với mặt phải của hàng móc mà ta móc kính á. Đây mình sẽ tạo lại lần thứ hai ha, chập đôi sợi len lại nè, được một nút như thế này thì đâm kim từ dưới lên trên, sau đó kéo nút ta vừa tạo qua chân móc, kéo một đoạn nhỏ thôi nè, sau đó kéo hai sợi len qua chân móc. Guốc lại nè. Thì cái phần tua rua của mình nó sẽ hoàn tất như thế này ha. Sợi len mình chừa ra nó dài nè, thì khi mà mình cắt len không phải giấu len nhiều ha. Nó cũng phù hợp với cái phần tua rua bên dưới luôn. Sau đó dùng kéo cắt cho mình để cái đoạn tua rua này nó bằng nhau. Đối với đầu khăn còn lại thì cũng làm tương tự cho mình ha, cũng đưa mặt phải của cái hàng móc kính ra bên ngoài, sau đó đâm kim từ dưới lên trên vào từng chân móc và mình cũng tạo các cái tua rua như thế này. Và dùng kéo cắt bằng cho các cái tua rua của mình nó đều nhau. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu khăn quàng cổ đơn giản như thế này ha. Các bạn có thể áp dụng để móc cho bé hoặc cho người lớn đều được. Chúc các bạn thành công!